Hello，大家好，我是燕西。Hey mama，chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Ngạn Hi sinh ngày 17 tháng 2 năm 1996, sinh ra tại thị trấn Duy Phường, trung tâm tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ngạn Hi sở hữu chiều cao lý tưởng 1m88, đặc điểm dễ nhận biết của những chàng trai Đông Bắc. Trước đây, cộng đồng mạng biết đến anh thông qua tên gọi Phùng Sĩ Cát, sau này được đổi tên thành Ngạn Hi và cái tên Ngạn Hi được sử dụng đến tận bây giờ. Năm 2012, Ngạn Hi gia nhập Sony Music Entertainment. Sau đó một năm, Ngạn Hi có cơ hội tham gia ghi danh vào chương trình tài năng Performance A do công ty giải trí M của Hàn Quốc và đài truyền hình TBS của Nhật Bản đồng sản xuất. Sau đó tại trạm Quảng Châu, anh được công ty SM lựa chọn đến Hàn Quốc để đào tạo, chính thức bắt đầu con đường trở thành thực tập sinh. Tháng 3 2016, Ngạn Hi được mời tham dự nhạc thị Thịnh Điển và đây cũng là lần đầu tiên anh ra mắt công chúng tại Trung Quốc. Từng trải qua nhiều năm làm thực tập sinh ở SM Entertainment, Ngạn Hi của sau này được mọi người nhận xét là ngôi sao tiềm năng trong giới giải trí. Không chỉ sở hữu chất giọng hay, nhảy tốt mà diễn cũng rất ổn. Chàng diễn viên trẻ người Sơn Đông chính thức bắt đầu bước chân vào giới giải trí xứ Trung vào năm 2016 bằng một vai diễn trong bộ phim Minh Tinh Chí Nguyện. Hình dáng và khí chất của Ngạn Hi được nhận xét là rất phù hợp với vai thiên tinh, giống như hoàng tử bé bước ra từ truyện tranh. Tuy là nghệ sĩ đá chéo sân sang lĩnh vực diễn xuất, nhưng Ngạn Hi đã kịp góp mặt trong các tác phẩm như Nghịch Tập Tinh Đồ Thôi Sán, Hiên Viên Kiếm Hán Chi Vân, Đấu Phá Thương Khung, Có Lẽ Là Yêu. Trong đó, vai vệ khanh của Có Lẽ Là Yêu trở thành bệ phóng thúc đẩy tên tuổi của Ngạn Hi vụt sáng, được nhiều người biết đến rộng rãi. Có Lẽ Là Yêu là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lý Tường, vốn đã là tiểu thuyết ngôn tình nhận được nhiều sự chú ý và yêu thích trên trang mạng văn học Tấn Giang. Khi Có Lẽ Là Yêu công chiếu vào năm 2018 đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trẻ. Theo thống kê, chỉ số tìm kiếm trên Baidu của phim đạt hơn 40.000 lượt, chỉ số trên Weibo lên tới hơn 300.000 lượt, còn chỉ số tại ứng dụng Weixin là hơn 300.000 lượt. Cùng với vai nam chính vệ khanh trong Có Lẽ Là Yêu, cái tên Ngạn Hi được mọi người tìm kiếm và quan tâm hơn. Sau Có Lẽ Là Yêu, Ngạn Hi tham gia vào bộ phim điện ảnh đầu tiên mang tên Tiểu Sơn Hà trong vai nam chính Tiểu Long. Tiểu Sơn Hà được sản xuất năm 2019 nhưng đến giờ vẫn chưa định ngày ra rạp. Sau bộ phim điện ảnh Tiểu Sơn Hà, Ngạn Hi trở lại với dòng phim truyền hình cổ trang mang tên Dược Vương Đại Nhân Thân Yêu, diễn cùng với nữ diễn viên Đinh Nhất Nhất. Drama Dược Vương Đại Nhân Thân Yêu được chuyển thể từ tiểu thuyết Hoàng Thúc Xin Mời Uống Thuốc. Trong phim, Ngạn Hi vào vai nam chính Sở Chi Mặc. Phim sẽ chính thức lên sóng vào ngày 10 tháng 8 năm 2020.